Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Quỷ Quyệt phần 2, nối tiếp phần 1. Phần 2, gia đình Lambert phải đối diện với con quỷ mặc đồ cô dâu màu đen. Đây là một con quỷ vô cùng độc ác. Lần này nó có được thân xác phàm nhân, liệu nó sẽ hại bao nhiêu người nữa đây? Mời các bạn cùng Sakura đón xem review hôm nay nhé. Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 30 năm, khi Ellie vẫn còn trẻ, bà được Lozan mời đến nhà để trừ tà cho đứa con trai rót của mình. Cậu bé dường như đã bị một người phụ nữ áo đen theo ám. Xem những bức ảnh thì hồn ma càng ngày càng đến gần cậu bé. Xem ra chuyến này cậu bé đi xa thật rồi. Ellie dùng khuôn mặt ngầu như chưa đi cầu nữa chứ, làm vậy hù chết người ta bà chị ơi. Ellie dùng phương pháp thôi miên rót. Cậu bé bắt đầu kể về một bà già nào đó xuất hiện trong nhà mình, nhưng lại không dám chỉ ra bà ta ở đâu. Ellie đành dụ con Nick, sau đó đi xung quanh căn nhà kiểm tra. Khi vừa bước đến cái tủ quần áo, cậu bé không ngừng cảnh báo Ellie hãy rời khỏi đó, bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Ellie chậm chậm vén quần áo trên xào ra, dường như bà đã nhìn thấy con quỷ ở trong đó. Ngươi là ai và ngươi muốn gì? Bà ta bất ngờ bị con quỷ đó cào rách cả bàn tay. Ellie lo lắng bảo rằng, tôi năm nay mấy chục cái nồi bánh chưng, vẫn chưa thấy con quỷ nào độc ác đến như vậy. Nó muốn trở thành thằng bé. Không chỉ vậy, Rót còn có một năng lực đặc biệt, đó là xuất hồn khỏi cơ thể. Vì năng lực này mà cậu bé bị một hồn ma đáng sợ theo ám. Nó muốn chiếm lấy cơ thể của Rót để hồi sinh một lần nữa. Đột nhiên Rót ngoảnh cổ nói chuyện với một ai đó. Ellie lại không nhìn ra được đó là ai. Cậu bé chỉ tay vào cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, xem mà có rén ngang không chứ. Thế là Ellie sau đó đã xóa đi ký ức và phong ấn năng lực của Rót. Để tao xem mày còn nhát ma tao được không thằng cu. Với làm cái này sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ luôn. Bọn họ không biết rằng 30 năm sau, những chuyện kinh hoàng sẽ lại xảy ra một lần nữa. Quay lại thực tại, tiếp nối câu chuyện ở phần 1, Ellie đã bị Rót bóp cổ đến chết. Trong lúc người vợ Lambert hốt hoảng không biết phải làm gì, Ben lấy chiếc máy ảnh dưới đất lên xem. Rót bất ngờ xuất hiện sau lưng. Anh ta giả vờ kinh ngạc khi thấy xác bà Ellie ngồi trên ghế, còn bảo Lambert mau gọi xe cứu thương. Ôi anh ơi, anh diễn như thế này thì làm sao mà người ta nghi ngờ nữa đây? Cảnh sát sau đó đã đến để điều tra. Bọn họ nhắm mắt phán Rót là hung thủ đã giết Ellie. Trên cổ bà ta có in hẳn 5 dấu tay, chứng tỏ đã bị bóp cổ đến chết. Thế nhưng khi so sánh dấu vân tay thì lại không khớp với bàn tay của Rót. Lambert sợ hãi bảo rằng ngôi nhà của mình đã bị những hồn ma theo ám. Thế nhưng cảnh sát không tin những chuyện ma quỷ. Ngôi nhà sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Cả gia đình Rót vì thế đã đến nhà Lozan để ở tạm một thời gian, tưởng rằng có thể sống một cuộc sống mới. Thế nhưng thứ kỳ lạ lại bắt đầu tiếp diễn. Buổi tối hôm đó, Lambert đang ngồi thì nghe thấy tiếng đàn piano. Cô đến nơi âm thanh phát ra, tuy nhiên không hề thấy một ai. Lúc này bỗng cô con gái nhỏ Kali khóc thét lên. Lambert vội vã chạy lên phòng thì phát hiện cô bé đã rơi khỏi chiếc nôi từ lúc nào. Chị ba báo đến và kể lại mọi sự tình cho chồng mình. Thế nhưng Rót tỏ vẻ thờ ơ không chút quan tâm. Anh ta chỉ cho rằng Lambert đang làm quá vấn đề, còn bảo rằng mình không muốn nghe bất cứ chuyện lạ lùng trong căn nhà này nữa. Lambert cảm thấy chồng mình cư xử kỳ hoặc, không còn giống như trước. Vậy là anh hết thương em rồi. Khuya hôm đó, Lozan đến phòng ngủ của Danton kiểm tra. Cậu bé trong lúc đang ngủ đã nói mớ, bảo rằng có ai đó đang đứng sau bà nội. Bà ta sợ hãi nhìn xung quanh nhưng méo thấy gì. Vừa bước ra ngoài thì phát hiện có ai đi ngang qua dãy hành lang, tưởng rằng đó là Lambert. Thế nhưng khi chạy đến nơi thì đã không thấy đâu. Lozan mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, bất ngờ thấy người phụ nữ mặc áo trắng phản chiếu trong tấm gương. Không biết gió ở đâu mà thổi tới quá trời. Cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sầm lại. Lozan sợ hãi từ từ bước lại gần. Vừa mở ra thì hú hồn con chồn còn nguyên. Khi thấy thằng con mất dạy đứng trước mặt, Lozan cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong nước mắt là biển rộng. Tự trấn an bản thân, chắc là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Sáng hôm sau, chị ba báo đến nói chuyện với cậu con trai Danton. Cậu bé bảo rằng lúc tối qua trong lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng động. Trong lúc bà nội đến thăm cậu, một người phụ nữ áo trắng đứng phía sau quan sát bọn họ, khó khăn lắm mới tỉnh dậy được. Bước ra hành lang thì thấy Rót đang đứng nói chuyện một mình với ai đó. Nghe cách nói chuyện thì đoán rằng đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Danton sợ hãi liền rón rén trở về giường. Chút xíu nữa là bị bố phát hiện rồi. Cậu hỏi mẹ bố có bị gì không. Lambert trấn an là bố bị áp lực quá mà thôi. Không có gì đâu con yêu. Vừa dứt lời thì anh chồng xuất hiện như một vị thánh, đòi đưa cậu bé đi học mới chịu. Mặc dù vậy, khi nghe xong câu chuyện cô càng hoài nghi về người chồng của mình. Trưa hôm đó khi chị ba dọn dẹp nhà cửa một mình, bỗng nhìn thấy chiếc nôi em bé tự động di chuyển. Cô bước vào phòng khách thì chẳng thấy ai cả. Ngó qua ngó lại một hồi bỗng gặp một người phụ nữ mặc áo trắng. Bà ta đứng dậy bước đi và biến mất sau dãy hành lang. Mắt chị ba lúc này muốn lọt ra ngoài luôn rồi.
không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Chiếc loa từ phòng em bé cất lên tiếng hát, cảm thấy lo lắng, chị Ba báo liền chạy lên phòng đứa con gái Kali. Nghe thấy bên trong vọng ra tiếng một người phụ nữ, vừa mở cửa thì hoảng hốt khi không thấy con gái mình đâu. Cô hoảng hốt chạy xuống dưới thì mấy chiếc đôi bị hất văng. Vừa lúc đó bỗng người phụ nữ xuất hiện, mụ ta hét lớn sao mày dám, rồi tát Trụy Ba một phát muốn văng cái nết ra ngoài. Trụy Ba chưa kịp ngáp cái nào đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Một lúc sau anh chồng phát hiện đỡ người vợ lên sofa, nhưng thái độ của Rót ngửi ngửi có phần hơi kỳ lạ. Lúc này Rót cảm nhận cơ thể hơi bất thường, một chiếc răng của anh bị rụng ra, tay thì run cầm cập dần mất điều khiển. Đây là do linh hồn đã chết của ác quỷ đang dần hủy hoại thân xác còn sống này. Người phụ nữ áo trắng bảo chỉ khi ngươi giết hết chúng thì thân xác này mới là của ngươi hoàn toàn. Tuy nhiên con quỷ bên trong Rót lại không muốn làm thế. Lam bất tỉnh dậy thấy mình nằm trên ghế, Rót đang ở trước mặt. Trụy Ba báo vội vàng chạy về phòng đứa con gái Kali thì thấy cô bé đã ở đó. Người phụ nữ bí ẩn kia thì đã biến đâu mất. Cô hoảng hốt nói với chồng chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Rót bảo rằng hồn ma muốn thứ của con người là cuộc sống, anh đã từng như thế, và khuyên cô đừng quan tâm tới chúng, rồi chúng sẽ tự bỏ đi thôi. Trời trời, ăn nói xà lơ vậy mà nghe được hả chồng. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu anh phải là Rót không nữa. Đúng lúc này tiếng đàn lại cất lên, nhưng khi họ bước xuống dưới thì chẳng có ai cả. Nhân tiện chị Ba báo đánh một bài nhạc piano cho Rót nghe, hỏi anh ta có biết giai điệu bài này không. Rót thừa nhận mình chưa từng nghe qua. Lam bớt bảo rằng đây là bài hát cô tự viết tặng cho anh, không thể có chuyện quên được. Rót không nói gì mà chỉ bỏ đi. Trụy Ba biết rằng chồng mình đã bị người phụ nữ áo đen điều khiển. Đêm đó trong lúc ngủ ngon, Danton nghe tiếng gọi của ai đó, tưởng thằng em chọc ghẹo liền kêu nó ngủ đi, nhưng giọng nói lại bảo ta không phải Foster. Tự nhiên cậu bé tỉnh queo luôn, liền bật đèn xem tình hình thế nào. Má ơi, thằng em nó còn ngủ thiệt. Nhìn sợi dây đang nối với chiếc tủ quần áo, giọng nói kia lại phát ra, chúng tôi là những người hắn đã giết, chúng tôi đông lắm. Sợi dây bắt đầu đung đưa, cánh cửa tủ từ từ mở ra, bỗng một cô gái chạy ra khỏi tủ quần áo, cầu cứu hãy giúp chúng tôi. Đột nhiên từ đâu một đống người xuất hiện. Danton phát hiện mình lại xuất hồn ra khỏi thân xác, liền nhập hồn trở lại cơ thể. Bọn ma quỷ bên ngoài bu quanh sâu xé Danton. Rất nay người mẹ đã xuất hiện kịp thời cứu nguy, chiếc mềm cũng bị bọn chúng xé rách. Mà Rót lúc này ngồi trong phòng khách nói nhảm, khuyên ai đó nên từ bỏ ý định đi, ngươi không liên lạc được với cô ấy đâu. Thì ra người mà hắn nói chuyện chính là Rót thật đang bị nhốt ở cõi linh hồn. Trong khi đó hai trợ lý của Ellie là Speck và Tucker, vì cảm nhận cái chết của bà có điều gì đó mờ ám nên đã quyết định để vạch trần sự thật. Bọn họ đến nhà của Ellie, tìm thấy một cuộn băng ghi hình từ hơn 30 năm trước. Trong đoạn băng là Rót khi còn nhỏ, khi cậu đang được Ellie làm lễ trừ tà. Hai trợ lý đang xem thì phát hiện có một bóng đen khác thường trong đoạn phim. Thế nhưng do kỹ thuật quay phim thời đó còn yếu kém nên hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng đen kia là gì. Cả hai khôi phục lại đoạn phim nhờ công nghệ hiện đại, đã đem câu chuyện đến kể cho Lozan nghe. Bà ta vô cùng kinh ngạc không tin vào mắt mình. Cái kết bóng đen trong đoạn phim rất giống với Rót hiện tại. Thế nhưng anh ta làm sao có mặt ở đó vào 30 năm trước, không thể tự mình giải đáp. Lozan quyết định sẽ gọi hồn của Ellie nhờ bà ta giúp đỡ. Bọn họ sau đó mời đến nhà một người đàn ông tên là Ka. Ka không phải là dạng vừa đâu, mà ông là dạng rộng ra. Với trăm ngôn giang hồ đẫm máu, Ka không sợ, chỉ sợ đường về gặp ma thôi. Ông ta cũng là thầy trừ tà, bạn thân trước đây của Ellie. Sau khi nghe Lozan thuật lại câu chuyện, Ka quyết định sẽ ra tay giúp đỡ. Ông ta chuẩn bị nghi thức cầu cơ gọi hồn người chết, chỉ thấy cha nội tung hoài mà chẳng thấy linh gì cả, nghỉ mà có chán không chứ. Sau một lúc tung xúc sắc, các chữ cái bắt đầu ghép lại thành từ có nghĩa. Nghĩ rằng linh hồn Ellie đang hiện diện xung quanh, Ka liền hỏi một câu, người đã giết bà hiện đang ở đâu. Chỉ thấy xúc sắc hiện lên bà ấy làm, nhưng bà ấy là bà nào nói rõ dùng cái đi bà nội. Người ta hỏi hoài cũng biết mệt chứ bộ, chả hiểu sao mấy khúc tâm linh như vậy lại có gió thổi nhỉ. Làm mấy anh trợ lý lúc này có hơi rén rồi. Xúc sắc sau đó tự động ghép lại thành ba từ Our Lady Angel. Lozan cảm thấy cái tên này rất quen, chẳng phải đây là bệnh viện mà trước đây bà từng làm việc hay sao. Cả đám người tranh thủ đêm tối đến nơi cần đến, không ngờ nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm như vậy. Ka sờ tay vào cánh cửa chợt cảm ứng được khí tức con quỷ, không ngờ đây chính là nơi mà nó từng trú ngụ. Mà chỉ có Lozan mới biết đây là căn phòng của ai. Đó cũng là điều mà cô không bao giờ quên. Ký ức chợt ùa về. Cách đây 30 năm, Lozan đã tình cờ đưa Rót đến bệnh viện này. Bọn họ đến phòng của một bệnh nhân tên là Parker Crane, là một ông lão đã lớn tuổi. Khi Rót bước đến gần giường bệnh, bất ngờ ông lão ngồi dậy nắm chặt Rót, khiến cậu bé vô cùng hốt hoảng. Ngày hôm sau, khi Lozan bước vào thang máy bệnh viện bỗng lại nhìn ra ông lão. Kỳ lạ là ông ta chỉ đứng đó không nói lời nào.
Lo Gen kiểu ê quê nhe, chút có năn nỉ cũng không thèm nói chuyện với ông nữa á. Vừa bước ra thang máy ông ta đã rẽ sang một hướng khác, nên biết ông ta bệnh liệt giường mà, sao lại đi đứng khỏe khoắn thế kia. Thấy lạ nên cô đã đến hỏi y tá. Tá hỏa khi được biết Parker Crane đã chết ngày hôm qua, nhưng mà đang yên đang lành tại sao lại nhảy lầu tự tử kia chứ? Và thứ cô gặp trong thang máy không lẽ là hồn ma sao? Quay lại thực tại, sau khi đã biết được danh tính của ông ta, cả nhóm lục lọi tìm hồ sơ bệnh án và biết được địa chỉ nhà của Parker Crane. Cả nhóm 4 người đã đi đến đó để điều tra. Ngôi nhà của hắn đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong lụp sụp và u ám, một mùi thối nồng nặc tỏa ra khắp căn nhà. Hai trợ lý bước vào căn phòng của Parker Crane. Mặc dù có chút nữ tính so với phòng của một đứa con trai, tại đây họ còn phát hiện những món đồ vật dành cho con gái. Vừa lúc đó, những con ngựa gỗ xung quanh bất ngờ chuyển động, một đứa bé gái xuất hiện đằng sau. Con quỷ hét lên: đây là phòng của tao, bảo rằng các người không nên ở đây. Nếu bà ấy thấy, bà ấy sẽ bắt tôi giết các anh. Nói vậy ông nội tôi còn không dám ở lại nữa. Hai người trợ lý liền hoảng sợ nhanh chân rời đi. Về phía ca đang đi cùng với Lo Gian, bỗng nhiên cây đèn trên trần nhà có chút dịch chuyển. Còn ông cứ mãi mê đổ xúc sắc tìm ra câu trả lời. Cái đèn bất ngờ rơi xuống đầu bà Lo Gian. May mắn là ca đã chạy đến và đẩy bà ta ra kịp thời. Cảm thấy có gì đó không đúng, ca mang những cục xúc sắc ra đỗ lần nữa, thì biết rằng linh hồn họ đang kết nối không phải là Ellie, mà chính là mẹ của Parker Crane. Lúc này những cánh cửa xung quanh đồng loạt đóng lại, bỗng có âm thanh phát ra sau giá sách. Tucker gõ thử bên trong có người không, thì âm thanh phản hồi trở lại còn mạnh mẽ hơn. Con quỷ đang thách thức đám người đây mà. Bọn họ phát hiện một cánh cửa bí mật được cất giấu. Vừa mở cửa thì một mùi hôi thối kinh dị bốc ra, cả nhóm bước vào bên trong. Thì kinh hoàng khi thấy rất nhiều xác chết, bọn họ được đặt theo từng hàng, mỗi người đều được trùm khăn kín đầu, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Anh béo tò mò không biết xác chết bên trong như thế nào, vừa mở nhẹ đã xỉu ngang xỉu dọc. Thôi cái này khó quá, mình bỏ qua đi nhé. Lúc này cả nhóm phát hiện ra một chiếc giường gỗ gần đó, bên trong chứa những tờ báo, trong đó là bản tin năm xưa về các vụ án mạng mà nạn nhân là những cô gái trẻ bị bắt cóc và giết chết bởi một người phụ nữ mặc chiếc váy cô dâu màu đen. Lúc này ca thử chạm vào chiếc váy cô dâu, sau đó sử dụng thông linh chi thuật, cuối cùng ông đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Parker Crane chính là người phụ nữ mặc áo đen, hắn ta từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột bạo hành, bắt phải mặc đồ và cư xử như con gái. Chính nỗi đau quá khứ và ám ảnh tâm lý đã biến Parker Crane thành một kẻ giết người hàng loạt. Ngay cả sau khi chết, hắn vẫn muốn chiếm lấy thân xác của George. Vì ghen tị với cuộc sống của cậu bé, cả nhóm ngay lập tức quay về nhà. Chị ba nhìn thấy mẹ chồng thì liền kể ngay sự việc. George dường như đã bị Parker Crane chiếm lấy cơ thể. Lúc này anh ta vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đã lên kế hoạch sẽ để ca vào bên trong thám thính. Dù sao ông ta cũng đủ kinh nghiệm giả dơ để đối phó con quỷ. Còn hai trợ lý sẽ bên ngoài hỗ trợ. Ca giả vờ mình là bạn thân của Ellie, muốn hỏi George một số chuyện về cái chết của bà ta. Lúc này khuôn mặt của George vô cùng nhợt nhạt, dường như linh hồn mục nát kia đang hủy hoại thân xác này. Trong lúc George xuống nhà bếp lấy nước, ca bỗng tìm thấy một chiếc răng dính máu trên sàn nhà. Trong lúc lấy mũi thuốc mê ra chuẩn bị sẵn, thì George đã đứng đằng sau từ lúc nào. Hắn hỏi: tôi tưởng ông đang nghịch xúc sắc. Ông lão đơn luôn 5 phút, mẹ nói ông thích nghịch xúc sắc. Thì ra ngay từ đầu anh ta đã biết rõ kế hoạch của họ. Nhìn thấy George đang giấu thứ gì đó sau lưng, ca liền nhiều chuyện hỏi thử. Nhưng George lại nói méo: sao ông không hỏi mấy cục xúc xích đó đi. Ca liền thử quay tay xem vận may có tới không, liền hỏi cái Parker Crane đang cầm cái gì sau lưng. Má ơi, là cây dao. Đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái đó mà. George cầm dao lao đến tấn công. Ca cố gắng chống trả, ít ra thì ông cũng có kinh nghiệm giả dơ để đối phó với thằng trẻ trâu này. Ông ta lấy trong túi ra một mũi thuốc gây mê, thế nhưng đã bị George nhanh chóng khống chế. Hai cậu trợ lý thấy vậy liền xông vào trong nhà. Speck ăn hại lao vào bị đánh một phát ngất xỉu tại chỗ. Cũng may còn Tucker có mang theo cây trích điện, sau một lúc đã kiềm hãm được George. Nhưng Sukarna bị hắn ta lấy mũi thuốc mê găm vào đít anh. Thanh niên béo ú ngã lên đè thằng bạn bên dưới, tạo cơ hội cho George đánh ngất luôn anh ta. Ca trong lúc ngất đi đã vào cõi linh hồn xa hơn. Tại đây ông gặp được George. Anh ta đã bị Parker Crane chiếm lấy cơ thể, nên linh hồn không thể quay về thân xác. Ca quyết định sẽ đi tìm Ellie để xin lời khuyên từ bà ta. Bọn họ nhanh chóng đi tìm khắp nơi. Cõi xa hơn không có khái niệm về thời gian, nên George đã quay về quá khứ. Tại đây ca nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ liên tục nói thầm bên tai George: hắn tóm con của cậu, hắn tóm con của cậu. Sau đó ông ta chỉ về hướng căn nhà cũ của George. Anh ta nhìn thấy chính mình và Lambert khi ở phần 1. Chẳng những vậy, anh còn nhìn thấy con quỷ muốn bắt con mình. George liều mạng đuổi đến căn nhà. Lúc này mọi việc đã sáng tỏ, những âm thanh kỳ quái và những tiếng động trong phần 1 đều do George ở phần 2 tác động. Bọn họ sau đó đã đối mặt với người đàn ông bí ẩn, tay sai của quỷ mặt đỏ. George vì mất thân xác nên linh hồn vô cùng yếu ớt. Lúc nguy cấp, Ellie đã xuất hiện giúp đỡ. Tội nghiệp con quỷ văng ra cửa sổ kiểu này có mà sắp mặt. Bà ta bảo cách duy nhất để đẩy linh hồn Parker Crane ra khỏi cơ thể George
đó là phải để hắn ta nhớ lại ký ức đau đớn năm xưa của mình. George sau đó đã theo lời của Ellie, quay về quá khứ 30 năm trước, anh được chính bản thân năm xưa dẫn đường đến nơi người đàn bà áo đen đang ẩn nấp. Ellie cũng hiểu tại sao cánh cửa năm xưa lại tự động mở ra, đi một hồi thì cũng đến cánh cửa màu đỏ. Trong lúc đó Lozan và Lambert vì lo lắng đã chạy vào trong nhà kiểm tra. Lúc này George đã tỉnh lại, gương mặt anh ta trông vô cùng đáng sợ, vừa nhìn thấy hai mẹ con. George liền lao đến tấn công họ, Lozan và Lambert hoảng sợ bỏ chạy, hai mẹ con kẹp bàn tay của hắn ta lại. Con quỷ bên trong George cảm thấy đau đớn muốn té đái trong quần. Đã lâu rồi nó mới cảm nhận lại đau đớn từ thể xác con người. Thế nhưng sau đó đã nhanh chóng bị bắt lại, Lozan bị nhốt vào trong phòng kính. Lambert cố gắng trốn thoát nhưng cũng đành bất lực. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi bún, cô vớ được cái chảo đánh hắn ta bung bung. Ây ra đau con nhỏ này, hắn ném cái bình nước làm chị vợ té xỉu tại chỗ. Mà thường lúc này mấy vai phản diện hay nói đạo lý, mặc dù đã chết rồi nhưng hắn ta vẫn phải nghe theo lời đạo diễn. George bước đến định giết chết người vợ của mình. Lúc này, Lambert nhìn ra được linh hồn ác quỷ đang nhập trong thân xác George. Bỗng hai đứa con trai bất ngờ chạy đến cứu nguy. Mấy mẹ con may mắn thoát được một kiếp, Lambert liền tranh thủ dẫn bọn trẻ xuống tầng hầm căn nhà để ẩn nấp. Tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian, George bên ngoài điên cuồng đập phá cánh cửa, dồn ba mẹ con vào đường cùng. Mấy mẹ con bên trong cũng đâu có thua, khiên đổ chắn lại mấy lớp cho an toàn. Lúc này đám người George ở thế giới tâm linh đã tìm tới căn phòng của hắn. Người mẹ trách đứa con trai tại sao lại tự xưng là Parker. Ăn nói xà lơ sao con nói vậy, bà ta tán một phát làm thằng nhỏ sợ tụt cả vòi. Bà ta hét lớn Parker không phải tên của con, mà tên con là Marilyn, và bắt cậu bé lập lại theo lời mụ ta. Cái bà này mà kêu Sakura đổi tên, ông nội Sakura cũng không dám cãi bã nữa á. Bã tán cho một phát chắc không còn cây răng ăn cháo luôn quá. Bất ngờ mụ ác ma này phát hiện ra đám người hóng chuyện, Ka và Ellie có chút quéo rồi đó nha. Mụ chỉ tay về đám người khiến Ka và Ellie bị văng ra khỏi căn phòng. Bên ngoài Danton nói mình sẽ vào cõi linh hồn tìm bố. Không còn cách nào, Lambert chỉ đành đồng ý. Danton liền tranh thủ vào một góc phòng để xuất hồn. Cậu buộc một sợi dây vào cơ thể rồi tiến vào cõi xa hơn. Bên trong rót lại bị đưa đến một căn phòng khác tối thui. Bên trong là những nạn nhân trước đây của Parker Crane. Bọn họ đeo những tấm vải trắng đáng sợ. Bên ngoài Speck đã tỉnh lại đến giải cứu cho Lozan, mà ác quỷ cũng đã phá cửa xông vào tầng hầm. Lambert với được cái cờ lê nện thấy mịa hắn ta. Mặc dù vậy ác quỷ phải nói là vô cùng trâu bò, bị đánh cỡ nào cũng không ăn thua. Hắn đẩy cô ra một bên định tấn công Danton. Speck vừa kịp lúc xông vào ngăn cản, nhưng chưa được 30 giây đã bị hạ knock out. Hắn lại từ từ cầm chiếc búa lên. Bên trong cõi linh hồn, Ellie gặp được Parker Crane lúc nhỏ. Bà năn nỉ cậu bé hãy cho mình đi vào, bà sẽ giúp cậu ta thoát khỏi khống chế của người mẹ. George cố gắng tìm kiếm từng người một, thế nhưng người anh tìm được không phải Parker Crane, mà chính là mẹ của hắn. Bà ta lao đến bóp cổ George, sau đó còn nói dăm ba lời đạo lý cho vui. Trong lúc nguy cấp, Ellie đã xuất hiện, dùng ghế đập vào người bà ta. George bên ngoài vừa lúc đó cũng hét lên đau đớn. Ellie liên tục tấn công người phụ nữ, khiến linh hồn của Parker Crane cũng thoát khỏi người George. Bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi tay của hai mẹ con ác quỷ. Ellie bảo hai người phải rời khỏi đây ngay, vì con quỷ bị tiêu diệt nên nơi này cũng bị tan biến theo nó. Nhưng khốn nạn là có muốn cũng không về được, vì cõi linh hồn đen thui thùi lùi. Đang lúc bị mấy hồn ma dí sát đít, cậu con trai Danton xuất hiện. Cũng may cậu có một sợi dây vào người nên biết đường mò về. Xem ra phen này Danton phải gánh còng lưng rồi. George sau đó cũng tìm về được thân xác của mình. Chị vợ bị sang chấn tâm lý mấy hôm nay, nên hơi hoang mang không biết phải đúng chồng mình không. Đang lúc tình cảm cha nội tắc cơ tỉnh dậy xông vào, làm cả đám sợ ma lần nữa. Sau ngày hôm đó, George và Danton đã nhờ Ka xóa đi ký ức về năng lực xuất hồn, như cách mà Ellie đã từng làm trước đây. Những ngày tháng ám ảnh cuối cùng cũng qua đi. Tuy nhiên cuộc hành trình của bộ đôi trợ lý Speck và Tucker vẫn còn tiếp tục. Lần này bọn họ còn có sự trợ giúp của Ellie trong hình dạng một linh hồn. Nhưng thứ mà bà đối mặt lần này, nó còn kinh khủng hơn ở nhà Lambert nữa. Bộ phim đến đây là hết rồi, phần 3 sẽ khui mở ra nhiều bí ẩn mới. Liệu rằng linh hồn bà Ellie sẽ chống chọi được với đám quỷ này không? Mời các bạn đón xem trên kênh Sakura Review nhé! Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé! Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu!